Xin chào tất cả anh chị em trong buổi sáng thứ ba ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề gì ạ? Anh chị em hãy comment đi ạ. Buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề gì ạ? Đúng rồi, buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề sức khỏe đúng không ạ? Chủ đề về sức khỏe, cảm ơn chị em rất nhiều. Và bắt đầu từ hôm nay thì trước khi mỗi chủ đề thì anh chị em có 3 đến 5 phút làm bài tập cùng với Thái trước nha. Anh chị em sẵn sàng tập vở của mình hết chưa? Anh chị em sẵn sàng tập vở của mình nha. Ok, sẵn sàng tập bút để ghi nha. Tập bút để ghi làm bài tập nè, chép nè, ghi chép nè. Ok, cảm ơn chị em rất là nhiều. Cái bài tập này rất là quan trọng nên anh chị em mình thực hành nó nha. Thực hành mỗi buổi sáng, thực hành đầu giờ. Đơn giản chỉ trả lời mấy câu hỏi thôi. Trả lời ngắn mỗi câu hỏi mà mình làm thôi. Ok, câu hỏi số 1 ạ, à. Câu hỏi số 1. Ba mục tiêu lớn nhất hôm nay bạn cần đạt được là gì? Trả lời đi ạ, à. Viết ngay ngắn gọn thôi. Ba mục tiêu lớn nhất hôm nay bạn cần đạt được là gì? Tự bạn trả lời thôi, tự trách nhiệm thôi. Rồi, ghi ba mục tiêu đó. Ok. Ngắn gọn nha, ba mục tiêu. Rồi, lấy bút đỏ bạn ghi ở dưới tôi cam kết hoàn thành. Đó, tự các bạn thôi, tôi cam kết hoàn thành. Cái bài tập này nó có sức mạnh đột phá, nhắc bạn mỗi ngày nha. Ba mục tiêu lớn nhất mà bạn cần chinh phục hôm nay là gì? Việc giữ được, miễn là mục tiêu của bạn nha, không phải mục tiêu của người khác. Ai cũng có mục tiêu trong ngày. Vậy ba cái mục tiêu lớn nhất hôm nay bạn cần chinh phục là gì? Và xuống dưới bạn ghi cây bút đỏ là tôi cam kết hoàn thành. Đó, cái câu này nó rất quan trọng. Nếu mỗi ngày mình ý thức buổi sáng, mình đặt ra cái mục tiêu, ba mục tiêu nhỏ, và mình cam kết mình hoàn thành nó, thì nó là bí mật của thành công. Ngày nào cũng làm nha. Ok. Câu hỏi số 2 ạ. À. Câu hỏi số 2. Còn bạn nào muốn nhiều mục tiêu hơn trong ngày thì tự động viết ra. Còn với mình thì mình nghĩ ba mục tiêu là được. Rồi, câu hỏi số 2. Bạn sẵn sàng cho sẻ cái giúp người khác những gì? Bạn sẵn sàng cho sẽ cái giúp, tức là cho hoặc giúp đỡ người khác á, những gì trong ngày hôm nay? Bạn sẵn sàng cho hoặc là giúp đỡ người khác cái gì trong ngày hôm nay? Ba điều thôi. Bạn tự ghi nhé. Bạn sẵn sàng cho hoặc là giúp đỡ người khác những gì trong ngày hôm nay? À, ví dụ cho trí tuệ, cho kiến thức về sức khỏe, cho tiền, hoặc là về nhà có gì cho hết đấy. Ok, sẵn sàng ghi nha, sẵn sàng ghi. Bạn sẵn sàng cho hoặc là giúp đỡ người khác gì trong ngày hôm nay? Ba thứ, mỗi cái mình cần cần ghi ba thôi. Cái này là cần ghi năm. Câu hỏi số 3. 5 điều tôi trân quý và biết ơn nhất lúc này. Nghĩ ra 5 điều. 5 điều tôi trân quý và biết ơn nhất lúc này. 5 điều tôi trân quý và biết ơn nhất lúc này. 5 điều tôi trân quý và biết ơn nhất lúc này. Anh chị em cứ tự ghi ra thôi. Năm điều tôi trân quý và biết ơn nhất lúc này. Biết ơn nhất điều gì ghi đây? Rồi xuống hàng bạn ghi ba ba câu tôi biết ơn, tôi biết ơn, tôi biết ơn.
những cái câu hỏi này nó giúp cho bạn, mỗi ngày mà bạn thực hành nó thì nó giúp cho bạn phá vỡ mọi giới hạn bên trong mình đó. Là mỗi ngày. Năm điều tôi trân quý và biết ơn nhất là gì? Ghi càng ngắn gọn càng tốt anh chị. Nó xúc tích và nó cảm xúc với mình đó. Nó xúc tích. Nó rất xúc tích và nó cảm xúc với mình. Và tôi biết ơn, tôi biết ơn, tôi biết ơn đó. Rồi câu số 4. Bạn trân quý ai về điều gì? Bạn trân quý ai về điều gì họ đã giúp bạn? Bạn trân quý ai về điều gì họ đã giúp bạn? Nhớ lại những điều trân quý về những việc mà người khác đã giúp bạn. Rồi câu số 5. Ngay lúc này, tôi hạnh phúc nhất. Ngay lúc này tôi hạnh phúc nhất vì điều gì? Ngay lúc này tôi hạnh phúc nhất vì điều gì? Ok, cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị em đã thực hành xong cái bài tập. Đúng không ạ? Đây là năm cái câu hỏi nhắc nhớ của mình mỗi buổi sáng. Cái thói quen này rất tuyệt vời. Khi mà anh chị em thực hành được năm câu hỏi này mỗi ngày. Nhưng mà nhớ rằng là mỗi ngày mình viết mình không có xem lại bài cũ nha. Mình thử làm cái bài tập này trong vòng 21 ngày. Mình không có xem lại bài cũ mà mỗi ngày các bạn tự nhắc nhớ lại, tự ghi những câu hỏi này lại, và các bạn sẽ thấy phép màu xuất hiện sau 21 ngày với một cái tâm thái, với một cái cảm xúc tuyệt vời nhất để mình nhớ đến những điều này. Tức là lúc nào đặt bút xuống mà nghe câu hỏi này, các bạn cứ ghi, tự ghi, tự ghi, tự ghi ra, tự ghi ra. Và khi nào bạn ghi cái chỗ nào mà nó cảm xúc, mà nó xúc chạm, mà bạn có thể bật khóc được á, thì đó là cái cảm xúc của bạn ở bên trong nó được tuôn trào. Và cái việc làm này bạn thực hành mỗi ngày, thực hành mỗi ngày, thực hành mỗi ngày, thì nó lâu ngày thì nó sẽ chiến thắng những cái vô thức hay là tiếng nói nhỏ bên trong mà nó cản trở công việc của mình. Đúng không ạ? Anh chị em cố gắng thực hiện cái bài tập này mỗi sáng. Mỗi sáng sắp tới thì tôi sẽ cùng với anh chị em thực hành cái bài tập này mỗi ngày. Đúng không ạ? Thực hành mỗi ngày đó. Chỉ cần 3 đến 5 phút thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên thì tôi mất ít thời gian để giải thích. Nhưng những ngày hôm sau thì tôi sẽ hỏi và anh chị em cứ trả lời thôi nha. Tôi hỏi và anh chị em cứ trả lời. Và có một cuốn sổ để trả lời câu hỏi này. Và mình trả lời xong thì mình có thời gian sau đó mình coi lại. Mình coi lại từng ngày, đúng không ạ? Và bây giờ là đã là 5 giờ thiếu 2 phút. Đúng, 5 giờ tôi mới mời. Bây giờ thì... trở lại diễn đàn, trở lại buổi sáng ngày hôm nay cho chủ đề chăm sóc sức khỏe thân tâm trí của chi hội Trung ương Hội Chăm sóc sức khỏe thân tâm trí, và chi hội chủ tịch chi hội là Hải Yến, là người em luôn luôn đồng hành cùng với tôi trong các cái chương trình. Xin mời Hải Yến ạ. Xin mời Hải Yến, sau đó Hải Yến sẽ mời bác sĩ Hưng nha. Xin mời Hải Yến ạ. Dạ. Yeah. À vâng ạ. Vâng ạ, cảm ơn thầy Thái ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Hải Yến xin gửi lời chúc phúc lành cho đến tất cả các quý thầy cô và các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom của SE ngày hôm nay ạ. Hải Yến khi vừa rồi nghe thầy Thái nói đến những cái điều mà chúng ta thiết lập cái thói quen
thì hãy lại nhớ lại những cái ngày đầu mà thầy Thái mở phòng Zoom ấy ạ. Luôn luôn là những cái điều này thầy Thái nói cùng với mọi người. Và đâu đó nó đã giúp cho các anh chị em, những người nào mà theo dõi thường xuyên, đồng hành thường xuyên cùng với FE, thì Hải Yến tin rằng nó đã trở thành một cái văn hóa. Và Hải Yến cũng tin một điều rằng với cái tình yêu này của thầy Thái dành cho mọi người, thì những cái buổi mà làm như vậy á, thì những cái tế bào của trong cơ thể của các anh chị á, trong tế bào của các anh chị á, nó cũng sẽ được chỉnh sửa. Và bởi vì là sao ạ? Ngày nào cũng nghe những cái lời như thế, ngày nào cũng nhắc tâm mình như vậy, ngày nào cũng đầy là những cái ngôn ngữ của tình yêu, ngày nào cũng được chỉnh sửa thân tâm ý của mình bằng những cái điều tuyệt vời như vậy, thì theo các thầy cô, các anh chị, chúng ta có cơ hội để buồn không ạ? Ngày nào cũng sống trong một cái trường năng lượng như thế thì nó là quy luật rồi, và đó là những cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và cái chủ đề của chi hội thì nó sẽ bám sát với cái chủ đề đó là sống tỉnh thức, SE văn hóa khỏe. Sở dĩ vì sao Hải Yến vẫn giữ luôn giữ cái điều này, bởi vì trong cái thời khắc như này, các thầy cô cũng biết rằng chúng ta đang trong cả thế giới, cả nhân loại chúng ta đang trong cái mùa đại dịch, đúng không ạ? Và chúng ta thì vẫn đang được sống trong một cái trường năng lượng của Việt Nam, cũng tương đối là an toàn so với các nước khác. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan, đúng không ạ? Cho nên là cái sự tỉnh thức với tất cả mọi người trên quả địa cầu cũng như là đất nước Việt Nam của mình thì luôn luôn cần phải hiện hữu ngay trong chính cái tâm thức của mình. Và cái điều mà Hải Yến những ngày vừa qua thì Hải Yến cảm thấy rất là trắc ẩn ở trong lòng và cảm thấy rất là biết ơn cho những người đang đứng ở tuyến đầu, đó là những lãnh đạo, đó là những y bác sĩ, họ đã túc trực, họ đã dương mình ra để mà làm những cái việc bảo vệ cho muôn dân. Và hơn ai hết, Hải Yến cũng xin gửi lời đến những thầy cô đã nằm trong những cái vùng dịch và đã gửi cái tình yêu thương của mình cho đến học trò, cho những thầy cô, cho những phụ huynh. Và Hải Yến cách đây 2 ngày thì Hải Yến có đọc cái lá thư của thầy thầy Đặng ở trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn của Trực Ninh Nam Định, đây là quê hương Hải Yến ạ. Thì Hải Yến rất là xúc động với một cái người giáo viên có sự tỉnh thức, và đặc biệt hơn nữa thì Hải Yến có biết rằng thầy cũng là trong gia đình SE của chúng ta. Biết ơn thầy đã dành những cái lời yêu thương, những cái lời ái ngữ nhưng đầy trí tuệ, yêu thương và ái ngữ, những cái lời quan tâm chăm sóc đến cho gửi đến cho học trò của mình, rồi những cái lời ái ngữ, những cái lời yêu thương gửi đến cho phụ huynh của mình, và đặc biệt là cho hơn 60 thầy cô đã và đang cách ly trong cái vùng dịch. Thì Hải Yến đọc những cái lời của thầy thì đó là một cái người thầy thực sự có sự tỉnh thức và đầy cái trí tuệ và tình yêu thương và lòng biết ơn. Thế thì Hải Yến nghĩ rằng là nếu như mỗi một người thầy, người cô như chúng ta có được cái thấy cái biết, ví dụ như mỗi một ngày như thế này chúng ta ở đây, chúng ta cùng nhau xây dựng một cái văn hóa, thì cái đầu tiên cái văn hóa đó nó phải chuyển hóa cho chính mình, và sau đó chúng ta hãy làm gì đó để chúng ta thức tỉnh những người xung quanh, hãy học cái cách để tự làm bác sĩ, hãy đánh thức cái người bác sĩ bên trong của chính mình bằng cái chính tình yêu. Và chỉ có tình yêu khi chúng ta để cho cái cơ thể của mình, hơn 70% là nước của mình, nó được được thức tỉnh, thì Hải Yến tin chắc rằng là COVID hay là tất cả những cái virus khác nó có khó có cơ hội để mà xâm nhập. Chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ thu nhỏ, và chúng ta gì ạ? Chúng ta đại vũ trụ được cấu tạo thành từ đất nước gió lửa, thì cơ thể chúng ta cũng y chang như vậy. Vậy thì để cho cơ thể chúng ta khỏe thì chúng ta phải giúp cho cơ thể chúng ta nó được bốn cái tầng năng lượng trong cơ thể, nó phải được vận hành. Thể huyết là thể nước, thể khí, thể điện và sự sáng, nó phải được luân chuyển. Khi chúng ta không được khỏe đó là khi chúng ta bị tắc trong bốn cái tầng năng lượng này mà thôi. Vậy thì để có được một cái sức khỏe tốt, mình biết cách yêu thương và trân quý cơ thể của mình, thì chúng ta hãy quay về với chính mình. Chỉ cần mỗi một người dân, mỗi một thầy cô hiểu được cái điều này và truyền tải cái thông điệp đến cho học trò cũng như phụ huynh của mình, chung tay sát cánh với nhau với một cái trường năng lượng yêu thương đó, và cái sự biết ơn cho tất cả những người họ đang đang vì mình, được không ạ? Đang giúp cho cái trường năng lượng chung này.
Hai Yến nhớ mùa COVID trước, khi cả thế giới đang rất là bấn loạn, thì có rất là nhiều những cái thời thiền mà cả cả thế giới họ kêu gọi cùng một giờ để ngồi thiền cùng nhau. Vậy thì tại sao khi mà chúng ta ngồi lắng tâm, thiền là gì ạ? Thiền là chỉ ngồi đó lắng tâm, quay về, gửi cho mình một cái ý niệm, ý nó thuộc về thể điện. Và thể điện khi chúng ta cùng một ý niệm tốt đẹp, một cái ý niệm của tình yêu thương, gửi cái sự trân quý đó, gửi cho toàn bộ cái trường năng lượng của vũ trụ. Thì đâu đó ở ngay một cái, ví dụ như ở Ấn Độ, hay Yến có đọc một cái bài báo, ở Ấn Độ cả triệu người họ thời thiền cùng một giờ, và trước đó thì cái trường năng lượng của cái bầu khí quyển đó nó rất là đen, và sau khi đó, khi những cái giờ thiền đó thì họ chụp trên vệ tinh xuống, thì bắt đầu cái nơi đó nó được sáng trở lại. Thì Hà Yến chỉ muốn gửi đến các thầy cô, quý thầy cô cũng như là các anh chị là bậc phụ huynh ở đây và tất cả chúng ta, tại sao chúng ta lại xây dựng một cái văn hóa khỏe? Cái văn hóa khỏe nó phải văn hóa nó từ trong trái tim của mình. Chúng ta có thực sự trân quý cái sự sống của mình hay không? Vậy thì nếu như chúng ta thực sự trân quý cái sự sống của mình thì chúng ta có ý thức hơn để chúng ta học từ nhiều kênh, chúng ta tự học được nhiều người thầy, chúng ta học được nhiều hơn nữa những người người đồng nghiệp, những người bạn của mình, được không ạ? Thì để chúng ta xây dựng cái văn hóa đó cho chính mình, chúng ta không dính mắc vào ai cả. Cho nên Hải Yến vô cùng yêu một cái bài hát đó là Hiểu và Thương. Hiểu và Thương chỉ cần bốn chữ từ bi và trí tuệ. Từ bi nó là gốc của tình yêu thương. Và hôm vừa rồi khi mà được thầy Thái mời để được đồng hành chia sẻ một chút ở trong buổi sáng chủ nhật, thì Hải Yến nghĩ là một người thầy để cho học trò được yêu mình thì chỉ có tình yêu mình khởi trong tâm, mình yêu cái người cô đó, một cái hình ảnh của một người cô, một người thầy đã lưu trong ký ức của mình, thì tự động cái sự sáng trong não của mình nó sẽ tiết ra và nó sẽ trở thành một cái động lực, một cái tình yêu thương vô cùng lớn và không cần phải ai cả. Họ đã xác định cho con cái con đường phía trước họ đi là gì. Và Hải Yến rất là trân quý khi cô Ngọc cô gửi cái bức thư đó. Cô đã viết cách đây cả mấy năm rồi. À vậy thì Hải Yến đã hiểu rằng là một người giáo viên khi họ giúp cho học trò của mình yêu yêu họ thì nó sẽ nhớ mãi. Và chính cái đó nó là một cái nguồn điện, nó luôn luôn thắp sáng trong cái bộ não của người học trò đó. Để rồi đến một ngày cái tình yêu đó nó thổi bùng và nó trả lại ngược lại tình thương yêu khi cô ấy trở thành một cô giáo và cô ấy cũng được học trò yêu như vậy. Thì đó có phải là một cái quy luật luân hồi không các anh chị? Nó là quy luật luân hồi, nó đáp đền lại, nó đáp trả lại. Nó luân hồi, nó là một cái vòng quay luân hồi. Và đó cũng là một cái quy luật của vũ trụ, đó là quy luật nhân quả. Anh đã gieo cái nhân gì thì bây giờ sẽ gặp lại cái quả đó, được không ạ? Thế thì Hải Yến chỉ nghĩ rằng tình yêu thương nó vô cùng tuyệt vời, và đặc biệt tình yêu thương và lòng biết ơn. Chúng ta có thực sự biết ơn cho cái sự sống này nó đang còn như thế này không? Và chúng ta có đặt cho mình chuyện gì sẽ xảy ra nếu như thế này, hay chuyện gì xảy ra nếu như thế kia không? Và chuyện gì xảy ra nếu như tiếp tục COVID diễn ra, chúng ta sẽ dạy cho học trò như thế nào? Và Hải Yến cũng đã từng đặt những câu hỏi này với nhiều các thầy cô trên phòng Zoom của Hải Yến, rằng là chuyện gì sẽ xảy ra nếu COVID tiếp tục 7, 8 tháng, 10 tháng, 1 năm chúng ta không đến trường được, thì làm thế nào để chúng ta được nhà nước bảo trợ cho chúng ta cái nguồn sống? Vậy thì nếu cứ chúng ta cứ ngồi chúng ta trông chờ vào cái sự bao bọc của nhà nước, tài trợ của nhà nước, thì liệu có nhà nước mình có bao bọc được mình không? Vậy thì chúng ta không tự thân vận động, chúng ta không cho mình thêm cái thấy cái biết để chúng ta tự sống trên cái đôi chân của mình, chúng ta sống bằng cái khối óc của mình, chúng ta sống bằng cái tình yêu của mình và cái sự biết ơn của mình, và đặc biệt là cái hiểu biết đúng của mình, thì ai sẽ là người lo cho miếng cơm manh áo của mình và của gia đình mình. Cho nên Hải Yến thấy rằng cái sự tỉnh thức nó vô cùng quan trọng, và Hải Yến nguyện luôn luôn học được cái gì đó thì Hải Yến cũng xin là nguyện là cái người lan tỏa và chia sẻ lại. Hải Yến không bao giờ đóng vai trò là một chuyên gia. Khi Hải Yến trở thành một người coaching và Hải Yến vun bồi cho mình cả ba gốc, đó là thân, tâm, trí, thì Hải Yến chỉ thiết nghĩ một điều: mình được đón nhận cái tình yêu và hạnh phúc khi mình có sự tỉnh thức. Và mình cũng nguyện rằng tất cả các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh và toàn thể mọi người trên thế gian này đều có sự tỉnh thức. Tỉnh thức là làm chủ tâm và trí của mình. Thân tâm trí của mình được làm chủ thì lúc đó chúng ta có hạnh phúc ở trong tay, được không ạ? Và một người giáo viên tỉnh thức đó là một người biết quay về quan sát mình mỗi ngày để mình biết đâu là điều mình cần làm,
đâu là điều mình cần nói, đâu là điều mình cần suy nghĩ. Thì chỉ cần ba cái yếu tố là suy nghĩ, hành động và lời nói mang cái giá trị tốt đẹp cho mình và cho mọi người, thì hãy tin chắc rằng cái trường năng lượng này nó sẽ được tạo một cái trường năng lượng vô cùng tuyệt vời, giống như bác sĩ Hưng luôn luôn là tích cực, luôn luôn là tích cực. Và Yến được bác sĩ nhắc rất là nhiều, à em ơi, thay vì em nói như thế này thì em hãy nói như thế kia, thì nó sẽ tạo ra nó tuyệt vời hơn, đúng không em? Chỗ Hải Yến gặp bác là một cái nguồn năng lượng, lúc nào bác cũng gửi cho Hải Yến những cái lời ái ngữ hết á. Em Yến yêu thương ơi, em Yến yêu 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 thương, lúc nào cũng như vậy, và cảm ơn em Yến yêu thương nhé. Ô Hải Yến thấy một cái trường năng lượng của gia đình bác rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay bác cũng sẽ đến với chúng ta, đó là chủ đề dinh dưỡng của tình yêu. À, vâng ạ, và một lời chúc phúc lành đến cho đại gia đình SE. Và chúng ta hãy dừng một tràng hoa tay để chào đón ạ, chào đón bác sĩ Hưng của chúng ta. Rồi ạ, em xin mời bác sĩ Hưng ạ. Rồi. Bác sĩ Hưng xin chào, xin kính chào thầy Thái. Xin kính chào tất cả các quý vị trong cộng đồng SE thân thiện của bác sĩ Hưng. Tôi yêu các bạn. Tôi biết ơn các bạn là những người tuyệt vời. Và yeah. Điều đầu tiên, bác sĩ Hưng xin được chia sẻ một cái mà các bạn làm cho bác sĩ Hưng vô cùng tràn đầy năng lượng và ngưỡng mộ trong những ngày qua. Mới hơn 20 ngày thôi, nhưng cái sự hạnh phúc, cái năng lượng của bác sĩ Hưng nó lên gấp nghìn lần. Đấy, từ cái chỗ tại sao nó như vậy? Và nói nhỏ với các bạn là bí mật cuộc sống của chúng ta, thành công, giàu có hay sức khỏe nó ở cái gì? Ai nói nhanh được, có trọng thưởng. Đó là gì? Đó là năng lượng. Tất cả là năng lượng chứ không có gì hết. Và để có năng lượng, các bạn là những người tuyệt vời. Chúng ta là những người tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời? Cái câu tuyệt vời không chả nghĩa đi gì cả. Tuyệt vời vì chúng ta dậy đúng cái giờ dần. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một ngày khởi đầu từ giờ dần, 3 giờ đến 5 giờ. Tại sao nó lại tuyệt vời? Vì nó đúng cái quy luật của thượng thiên, của tự nhiên. Cái giờ đó cần đòi hỏi bạn phải thanh lọc chất độc ra bằng qua con đường thở này. Trong cái đó rất nhiều người 90 triệu hiện nay vẫn còn đang ngủ. Trong đó chúng ta đã dạy, chúng ta là những người tuyệt vời thứ nhất. Tuyệt vời thứ hai là chúng ta dạy sớm như vậy, chúng ta có rất nhiều thời gian để làm những việc khác. Có đúng không các bạn ơi? Và cái thứ ba, chúng ta cân bằng kiềm toan. Qua một đêm, hơi thở, gượng quậy và rất nhiều cái việc khác dẫn đến mất nước. Thì chúng ta dạy chúng ta uống một cốc nước ấm. Lập tức nó sẽ bù cái thân nhiệt của chúng ta. Các bạn có công nhận vào cái giờ đấy là cái giờ mất nhiệt nhiều nhất. Cái giờ đấy là giờ máu đặc nhiều nhất, vì qua một đêm thở đi, máu đặc, mất nhiệt, cụ ra đi rất nhiều trong cái giờ đó. Cho nên chúng ta dậy vào cái giờ đó, chống đột quỵ tuyệt vời. Cho nên tại sao nó tuyệt vời? Nó là như vậy. Thứ nhất, nhiều thời gian. Thứ nhì, thải độc qua phổi. Thứ ba, cân bằng kiềm toan. Cân bằng axit, cân bằng âm dương. Vì chúng ta nằm như thế nó rất âm. Chúng ta càng nằm nhiều bao nhiêu thì càng gần âm phủ bấy nhiêu. Thì chúng ta sẽ dậy lên thì chúng ta lên trời. Đấy. Vậy tác dụng của dậy sớm, chúng ta quý trọng cái dậy sớm này. Ngoài cái dậy sớm được như vậy là được đương nhiên của quy luật tự nhiên, thì chúng ta còn được cái gì? Thưa với các bạn, được cái mà thầy Thái và cộng đồng SE này có duy nhất ở Việt Nam. Đó là gì? Cho não chúng ta ăn, từ đây trở nên ăn. Đây là một môi trường đẳng cấp nhất từ trước đến giờ, cho từ đây trở ăn, đều đặn mỗi buổi sáng. Ai thấy cái điều đó vô cùng quý giá thì hãy cho tôi con số 1, nó là quý giá nhất. Wow, rất tuyệt vời, xin cảm ơn các bạn. Và cái điều thứ hai là chúng ta được thanh lọc cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta được qua các buổi chia sẻ đó, rất nhiều các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới mà đã ấp ủ 20 năm nay để chia sẻ tràn đầy cống hiến cho đi. Người ta sống coi như ngày mai không còn nữa,
không cho đi thì sao? Vậy thì khi chúng ta dạy như vậy, chúng ta được một cái thanh lọc tâm não ăn, thì chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái thần tướng. Ai cũng có ba tướng. Thứ nhất là thanh tướng, nghe giọng nói đã biết rồi. Có những lúc có những cái đám đông đang lộn xộn như thế, nhưng mà có một cái người nó có thanh tướng, nó đến, nó chỉ cất lên một tiếng nói, trật tự hết luôn. Coi rất đúng rồi các bạn ơi. Thứ hai đó là thần tướng, và thứ ba là hình tướng. Thì nhờ cái dậy sớm này, nhờ cái ăn não này, não ăn lên này, nhờ cái thanh lọc tâm, chúng ta có thanh tướng, chúng ta có thần tướng, và chúng ta có hình tướng. Từ đó chúng ta có những thái, có trạng thái. Tại sao có trạng thái? Vì chúng ta có năm cái thần thái. Thứ nhất là thần sắc, thần thái, thần sắc, thần khí, thần trí và thần hồn. Năm cái thần này nó quyết định toàn bộ trạng thái của bạn ngày hôm nay. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.